Bão số 5 Côn Sơn có khả năng giật cấp 13, hướng vào đất liền với diễn biến rất khó lường trong những ngày tới. Sáng ngày 9 tháng 9, tâm bão số 5, bão Côn Sơn, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 11. Do tương tác với bão Chan Thu mạnh cấp 13-14 bên ngoài khiến bão Côn Sơn diễn biến rất khó lường. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Trường Sa khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 90-100 km/h, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Từ vị tuyến 14-18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 100-120 km/h, giật cấp 13. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 100-120 km/h, giật cấp 13. Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Theo báo cáo của địa phương, đến 18 giờ ngày 9 tháng 9 đã thông báo kiểm đếm 71.500 tàu thuyền trên 349.088 người biết diễn biến của bão chủ động tránh, trú. Hiện còn 615 tàu trên 5.959 người của các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Các địa phương ven biển đang rà soát phương án sơ tán dân trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, đảm bảo an toàn trước thiên tai và phòng chống dịch tại điểm sơ tán, khu cách ly. Để sẵn sàng ứng phó với bão Côn Sơn và các tình huống thiên tai trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiều ngày 8 tháng 9, Ban Chỉ huy Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương biện pháp an toàn chống dịch khi tình huống thiên tai, đặc biệt khi sơ tán dân, nhất là trong trường hợp phải sơ tán dân tập trung khi xảy ra thiên tai lớn, trên diện rộng, tại các vùng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.